Sau đây mời quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Trong tuần, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận huyện để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời lắng nghe thêm các ý kiến của cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, các kiến nghị của cử tri thành phố xoay quanh các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, các vấn đề giao thông, rác thải, nước thải, nước sạch việc tái thiết chỉnh trang đô thị việc xử lý khu chung cư nhà tập thể xuống cấp ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết mong muốn cử tri thành phố tiếp tục đồng thuận chung về mục tiêu phát triển của thành phố đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để gửi đến các đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo quy định trong tuần phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết đã làm việc với các ban xây dựng đảng thành phố về kết quả công tác thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tại các buổi làm việc phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị ủy ban kiểm tra thành ủy ban tổ chức thành ủy ban nội chính thành ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ nâng cao năng lực đội ngũ và chú trọng công tác quy hoạch cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát các cấp, tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp gắn với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị. Sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua là lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Đây là dự án thứ ba của công ty trách nhiệm hữu hạn đai Qua Việt Nam tại đây. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, tương đương với 930 tỷ đồng nâng tổng vốn đầu tư của Đài Qua tại Đà Nẵng lên 90 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại chương trình tòa đàm mùa xuân năm 2019. Trong tuần, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học tại Đà Nẵng với chủ đề Phát triển du lịch ở Quảng Nam và Đà Nẵng hậu Covid-19, thực trạng và giải pháp. Các bài viết gửi đến hội thảo có nội dung phong phú từ việc phân tích các tác động rủi ro của dịch bệnh COVID đến phát triển du lịch, phân tích các mô hình du lịch phù hợp để phát triển du lịch trong bối cảnh hậu COVID, giải pháp khắc phục, tháo gỡ nhanh những khó khăn trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Tuần qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2020. Qua gần 5 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại thuộc ba nhóm đề tài. nằm tiếp tục đẩy mạnh thuốc đầu tư, đề án Đà Nẵng thành phố môi trường và chương trình Đà Nẵng thành phố 4 000 Theo đánh giá, các tác phẩm dự thi năm nay đều được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách quan trọng của thành phố, qua đó vận động, khuyến khích người dân và các cấp chính quyền Đà Nẵng cùng đồng thuận, chung tay thực hiện các chủ trương chính sách trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.